nguyên cái giường đu đủ vàng luôn cả nhà ơi. Này đu đủ người ta bán Tết nè em. Dừng lại cái mới được cập lộ. Lần đầu tiên mình thấy cây đu đủ vàng mà trái cỡ này nè cả nha. Nguyên đậu ngoài đó nữa kìa. Nó trái trong Tết luôn. Hết hồn luôn. Nè cái này Tết ta bán đu đủ chân quá. Hiện tại gia đình mình mến chào cả nhà luôn nha. Em chào cả nhà. Hiện tại thì gia đình mình đang có mặt ở cái khu này, cũng không biết là kêu bằng cái gì nữa cả nhà. Đường chạy tắt qua bên tập ghèn, bên đồng Cái An Cái Thành. Bà với mấy anh em chạy trước hết rồi. Hai vợ chồng mình ghé mua đồ rồi chạy sau. Thì gặp đu đủ vàng ghé lại quay khúc. Này mình đi ra tới ngoài lộ lớn rồi cả nhà. Đi ngang chùa Thập Ghèn của Kế Sách. Giờ đang chạy dài vô. Ở bên kia có lúa chín mà bữa nay người ta không có cắt. Ba với mấy anh em mới lội ra ngoài đồng thì thấy không có hàng cua. Mình đi đâu hả? Đi đâu? Đi thì mình đi trước đây. Đi trước mới biết đường. Tháng 5 của Thánh Liệu. Ở đây có chợ Chồng Hổm nữa nè. Không biết cái đường này mình chưa có đi. Anh em mình lại tới chỗ Ba Cắt này cả nhà. Cách chùa Tập Ghèn cũng không xa, khoảng 500m. Ba ơi, ba. Chào cả nhà. Đây người ta bắt chuột đông quá trời luôn. Nít nhóc luôn. Bữa nay vui dữ à. Ê, Thánh Liệu ơi, bữa nay vui dữ à. Này này cũng chưa dám đè cũng thôi ba, đừng có bắt, ba cầm giỏ đi. Cầm giỏ đi, đứt bác nữa đó. Kêu cầm giỏ đi không chịu. Bữa hổm đứt hết hai mắt rồi đó cả nhà. Bữa đi trải nghiệm với mình đó. Chào ông bạn. Coi clip lâu rồi, bữa nay ba tới đây luôn. Sớm giờ chạy vòng. Tay khỏe chưa? Khỏe. Dạ. Nhưng mà gắt. Bữa nay cắt nhiều không? Cắt hết đồng này luôn anh. Vậy là cũng mấy ngày hả hả anh? Hả? Mấy ngày hả? Mấy ngày. Vậy là mình còn chiến hoài tới đó Liệu ơi. Cũng đỡ đỡ. Mới lên tới đồng mà gặp người quen là mừng rồi đó. Cảm ơn mỗi đêm ngày à. Cảm ơn anh đã xem video ủng hộ gia đình, cảm ơn anh nhiều. Áo là không thôi. Anh Bình bữa nay lên áo văn sinh đoàn luôn nè. Ba với em Hiện với Thánh Liệu ở đầu trên, anh Bình với vợ mình nè ở đầu dưới này. Miếng này sập thấy nó cũng ít nè cả nhà.
thấy. Miếng này sập quá chắc chuột nó không dám mở. Bữa nay nếu mà có chuột đông thì vui dữ lắm luôn. Có không Thánh Lẹo? Bự không? Từ từ nghe, nó vụt lại chạy vô bờ tường mắt luôn á. Nó ra làm sao thấy không? Quá trời chuột vậy. Chuột nọc hết biết rồi. Lẹ 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 Thánh Liệu ơi, còn cặp bờ tường. Tính không có ra, không ngờ nó ra trời. Bữa nay nếu mà gom cù là vui dữ lắm, vui luôn. Ô ga đẳng kìa, hiện hiện dính à, thôi vô lúa lại rồi. Ô vô nó cắn rồi nè, hết lúa luôn, cắn đây hết lúa luôn nè Thánh Lẹo. Tới còn rồi đó. Con. Anh thấy mẹ ớt ớt các bạn đúng không anh? Lũ đầu. Đừng hăng cái đó. Cho con ổn kìa, lấy cho cá ăn. Đào á. Đào luôn. Hang ngoài ruộng. Cái hang này dữ thiệt chứ. Cũng nhôm luôn không? Không, chuột cơm mình mà nó bự. Rồi hang đi vòng ngộ vậy. Đi vòng ngộ vậy. Đó. Ai quá. Ô, còn lứa bự. Lứa bự nè. Ôi, lại không được nữa. Ai quá trời ơi. Ba đừng chụp ba ơi. Đó. Lứa. Đầy nữa đó. Ba ba. Ôi tơ này tơ bự lắm. Đó mọi người. Có nhiều lắm á. Ừ. Cùng hả gì? Đi qua bên em đó em ơi. Cái tay em đó. Hết luôn. Con mũ quấy. Con con hả? Ôi Thánh Lẹo, Thánh Lẹo. Đây nè. Để gom kìa. Lại ngoài nó chạy vô, nó vô đó Thánh Lẹo. Trời ngoài
nữa. Ở ngoài vô á. Thánh địa liệu đào mấy con chuột bà tường này hết. Coi chừng nó vô trong thềm có ra. Nó hiểu rồi. Đi theo mẹ không. Cái này một con. Vô bao chiếc nâu. Dọn lại ai sẽ về đó. Hả? Đại dục. Rồi ba tại tại cho mới dục cá thôi đó. Đây ăn này. Gậu kia đây. Khi đâm hết gậu. Hả? Nó cho bằng đỏ. Má lắm à. Em được bạn á. Ai thầy hồi nãy. Đi xong không? Hay đuôi con. Đuôi nữa kìa. Đuôi mẹ kìa. Đu 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 đu. Ê lứa. Cho con nè, cho con. Lứa mẹ. Mẹ nhỏ xíu à. Bắt cái dụng cá cạn cho bắt năm. Có gô không hả? Không có cái chốt đâu, trên đây dễ gì ha. Mấy con cá bự nó chúi sâu dưới anh Bình. Được nhiều đó à, hai anh em vô được rồi. Hay quá, được chụp cũng nhung nữa. Ôi tránh tránh, trời ơi, chạy sát gạt cái ghê vậy. Tránh 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 ông mình ơi, tránh tránh cưng. Anh Bình. Ồ cũng được rồi cả. Nằm chung với con cua, móc con cua lên rồi mà nó không dính nha. Còn công. Còn công nè. Trời ơi trời, nó này móc tới nửa năm. Bịt. Nhà hàng quá trời sâu luôn. Có cà, có bắp cải, có phần. Cải nó cong, gặp mấy em này mới
mới giữ nè. Mấy em này ở gì bắt mấy chua nè. Tháng khô á cả nhà, mà gặp mấy con gì đào chết luôn. Quá trời sâu mà. Sâu mà nó đi bọng dưới á. Còn cong thấy không? Đâu. Nó cong ở dưới á. Dính nè. Không dính đâu vậy, vậy xa dưới. Ra đi với cái miệng kia. Cái này bự không phải nhỏ rồi. Ụt ụt ụt. Mẹ nó lộn với con cua đó là lúc mà con cua đảo lên nó làm ụt ụt lên. Lên đúng không ạ? Kéo lên hết này nè. Nó chảy lên luôn. Nó khum chỗ đó đó thấy hình. Coi chừng nó nhảy lên hốt nữa nè. Hai này rộng lắm hả anh Bình? Rộng bóng hới luôn, bóng hết bự luôn. Rồi xuống dưới nè. Nó đi ra ruộng á, đào xéo qua ruộng tí. Không, đi xuống luôn mà nó. Cầm chứ nó nằm bít gịch trong gian ra móc đúng được á. Không có đâu. Lớp đó lớp. Trời, luôn dính rồi. Nó rồi nó nhảy lên ruột. Ủa sao thấy nhỏ quá vậy? Chừng nó lên hốt nó nghe anh Liệu ơi. Ừ, nè nè. Trời ơi. Gần vô hẹn. Không bự không. Móc vô cái cái đít. Bỏ vô chuột luôn hả? Bỏ vô vô cá. Quỷ em à. Vậy mà nhảy ổn ổn tưởng bự dữ lắm rồi. Nãy làm cái ọc ọc á. Ừ. Cái vô rồi. Nãy giờ mấy anh em đi kiếm ếch với bà mới lại tới. Mình bắt được con một à. Nó nhỏ đông quá trời. Nó đập không à. Nè. Chạy đâu chưa thoát. Gây cắn quá. Ra vòng đầu mình bắt được con một à. Mà mấy nhỏ đập quá trời. Đó dính. Chịu không nổi à. Thank you.
sự không? Cúng vô cục gom luôn rồi. Vô gom rồi đó. Nó liệu ôm đi luôn rồi. Vô gom rồi. À, đó, dính rồi đó. Ai đến liệu. Bắt chuột gì có vụ không cục gom đi luôn chứ. Dữ thiệt. Chứ cả này chịu gì nổi. Coi nè. Ủa cục gom đi à. Hết biết rồi. Dạ ba. Lú ra ngoài là nó quất chết. Lú đuôi hả? Lú đầu. Chạy một dọc luôn mà. Nãy dạo đầu ra quá trời luôn. Cái đầu không gồm á. Lấy dính lại đổ mình. Đây cũng có vậy thì mình cho anh xanh lên đỏ một khối đi. Móc hết rồi mà ta. Nè nó xuống vòng này chạy nữa nè. Rồi đó đi, rồi góc vừa kìa. Bà kích mình đó. Rồi đây nè. Đây nè. Móc hết rồi, nó góc. Móc hết nãy cơm bỏ đâu. Nó chịu kìa. Bị chạm đó, bị phỏng đó. Rồi mấy tránh từ chú nó trẻ đôi nữa hả? Nó trẻ đôi rồi. Đây ga giữ nó nè, vòng vòng. Nhém lại đi, nhém lại đi, mình bắt xong mình hả móc nó. Nhém lại đi thánh liều. Ấy vô. Em dính nghe. Ok kìa 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 kìa. Rồi dính dính mình coi quá. Điện. Dính đâu. Dính rồi. Đó 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 đó. Cái đường quay bé nhỏ luôn. Tôi đã. Ở này nè mày chạy đi. Nhỏ luôn đây. Kìa kìa thằng nhỏ xíu đó kìa. Anh lên đó, anh lên đó. Anh mới luôn đó. Của nó chụp hụt á.
Vì vớt ngang tay thánh liệu là kiểu như rồi hả? Đâu cái dũng không móc đâu thánh liệu. Để đằng đó lấy cho bác Năm đi bắt ớt vậy. Bà ba sao đào được? Giờ mình lặt mớ rau rồi nè. Được cũng cỡ 1 ký ngoài chuột rồi đó cả nhà. Bắt thêm miếng 2 miếng chế biến ha. Nãy giờ bắt bên kia, bây giờ thì mình dời qua bên này mình bắt cái miếng này, nghe nói 2 công hay 3 công gì nữa thì mình bắt hết miếng này mới đi chế biến cả nhà. Nó nhỏ qua tới luôn. Lẹ lên chai cái giò xứng kìa. Nè, nè thấy liệu gan con bự rồi. Dính chỗ nhỏ. Đó đó rồi dính rồi. Dính rồi. Quá dữ trai ơi. Nó gà lén á. Cái đậu kìa. Đậu bạn. Cái bò ra lén con á đó. Đó nhỏ bắt dính đó. Hỏi đó tiền bạc gì. Cảm ơn nha. Chúc có số điện không? Chúc em điện lại ăn cơm với em chơi. Ảnh cho mình một bọc nước. Hồi sáng giờ nói chuyện chứ chưa biết tên gì chứ. Tên Hiền. Anh Hiền. Trong tên em ơi. Mình là biết Hiền nha. Anh chạy vô nhà anh lấy nước đá với lấy nước ra cho mấy anh em. Cảm ơn nhiều anh Hiền ơi. Kêu em được rồi. Cảm ơn nhiều. Nhỏ tuổi hơn em nữa. Định ra dời điểm tại chỗ này không có chỗ mát á. Chạy chỗ khác. Mấy con bà? 2 con nữa là im rồi. Đang định dời điểm. Cũng không bự hung ha. Ừ, ít đi coi coi không có bự không nè ba. Ừ. Rồi đi, đang mình dời đi luôn.
đây nè, hết nè. Wow. Ủa cái sợi dây cột có lấy không? Có. Đưa đây ba cột. Cái này mình qua tới bên này là kêu bằng gì vậy Thánh Liệu? Cái sách luôn, nhưng mà mình không biết chỗ này kêu bằng gì nữa cả nhà ơi. Từ cái chỗ mình bắt đó là chạy qua đây khoảng mấy cây số á. Hai cây à? Ừ. Tại mình đi vòng thôi chứ cũng để có lúc chắc. Qua bên. Con kinh kia là của Châu Thành. Thành Châu Thành. Đó. Qua cái kinh cái sách lớn á. Ừ, là của Châu Thành, cái này còn của cái sách. Sách. Qua kinh này, ừ. Tới cái kinh Na Tân mới được qua cái thờ Châu Thành. Còn này là của cái sách. Cái này cái sách không à. Bữa nay mình được bàn ếch với mớ cá với cả cũng nhiều chuột à. Qua cái đồng mà bắn tiết á. Còn ở nhiều chuột. Cả khí ngoài chuột. Dạ thấy được. Ôi chạy. Rồi, hả anh con à. Nhỏ bự. Chuột lứa. Chuột bộ ha. Ừ. Thôi. Con nào chạy là tới đây là mình tha đó. Thôi chuột ấy định mặn gì nha. Chiên xả ớt đi cho nó gọn hả? Chiên xả ớt. Có hủ qua kìa, hủ qua khóm rau cần nhóc luôn kìa, mà ba cái tay gì chưa ăn khóm được đâu. Mình xào hủ qua đi. Có rau cần nữa đó. Anh Hiền cũng chạy đi theo mình chơi nữa nè cả nhà. Chở theo con bé nữa. Ở đây kêu bằng cái gì à, ông Hiền? Hả? Ở chỗ này mình là cái điểm này kêu bằng cái gì? Cũng cái sách á. Cũng cái sách hả? Xã nào? Nhưng mà đồng này là đồng gì á? Xã Thế An Hội. À, đồng Thế An Hội. Ở đây thì người ta đang cắt xong rồi, người ta phơi gom nè cả nhà. Chuẩn bị đốt. Cái này mới đốt rồi. Mới đốt. Nay mình được nhiều chuột này cả nhà. Ba con ếch. Mớ cá rô. Mình giờ xào ếch trước hả bà? Xào hủ qua. Kìa tỏi đó bà. Vô ngồi chơi đi anh Hiền, vô đây nè. Anh em vô đây nè, ngồi chơi đi. Có khách rồi, rủ khách rồi vô trong anh Bình. Đây nè, đi chặt dừa với em. Chặt dừa. Anh Liệu làm gì đó? Anh Liệu gọt cây khóm rồi. Bé đi theo chơi luôn. Rửa quá lớn. Giống như trong phim vậy. Rửa lớn. Hết rồi đó. Cá rô làm gì? Kho xả hả? Kho xả ớt. Ớt thì mình xào với hủ qua. Lá cách luộc. Rồi ai làm chén mắm me nè. Cá luộc cá mắm me. Được chút xíu nước này Hiền. Đưa đồ ba cái đây. Chút xíu nước. Thì chung. Ớt đi. Kêu ở nhà không? Ở nhà. Đừng làm lì. Bữa nay cho mày ở đây ngoài đồng. Trời ơi, ngoài đồng bữa luôn nha con. Đi theo nằm cưng không? Xả ớt chiên. Con cũng này luôn nè. Còn này thôi kho cá rô. Ừ. Cái này là cái này.
cơm sữa cạn lấy hơn. Con chín rồi đó. Chín ngã xuống rồi. Rửa rồi chỉ chục. Ừ. Quăng bên đi. Có cái nồi kho cá không? Có luôn. Nè. Đâu đồ nhắc nồi. Ờ, dĩa đồ chua nè. Lại ăn khóm nè anh Hiền. Rồi rồi rồi. Đưa cho ba miếng nè. Ba. Cái ba miếng. Nè, lại làm miếng khóm đi. Lại nè. Giờ đi chơi nè. Phải ngồi chơi. Thì lấy khóm đưa ảnh nè Hiền. Ôi được coi. Ăn miếng đi anh. Rồi sớm giờ là nào là dừa rồi nào là nước nè, nhóc hết trơn mà ngủ ăn khóm không ăn là dặn hết. Nè nè. Okay. Dừa là của ông đó đó. Dạ. Ông tóc dài. Ông dài lắm. Đó mày cắt trong đó đó. Nó bắt rồi. Anh Bình ăn khóm kìa. Ờ, khóm mày ngọt quá. Nhăn mặt rồi. Mày có nhà ăn khóm không nhà ơi? Hết đỡ mấy quẹo quẹo có sao ăn? Tiếng bia không á? Hả? Hả? Vô. Mời ra nhà luôn nha. Làm lúa công 20 bao rồi lấy hụt. Hả? À. Ngọp là làm sao nắng đẹp. Chết rồi chết. Ngọp là chết phải không? Ngon quá năm ơi. Có cái quay YouTube lạ có sao ấy đó. Mà con bán năm đi nha. Chục xíu nữa. Kìa đem chục qua cho anh Bình kìa. Hả? Nè đó. Xương hộp ti đúng. Này là sao? Cậu sáu. Hả? Cậu sáu. Cậu sáu hả? Vị trí. Không biết nói chuyện đâu. Có đũa rồi. Có đũa có rồi nè. Đưa đũa đũa kìa hiện hiện hiện. Đũa chưa kịch xài thế đó. Vô luôn chưa? Vô. 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 Thuộc lượt đấy hai ngàn đâu. Vô. Nhẹ vô con năm để tiếp cho. Vô không? Để đẻ nó ta. Không ăn chứ đè đồ hay lắm, bắt đồ hay lắm. Cái sông này tại nước cạn chứ nước không cạn, ngồi gần đây mát dữ lắm á. Cái cầu tự chế ha. Cầu ổng đã đây nè, ổng lội qua lội lại dòm vườn với ruộng. Giờ ghe chạy đạp với tới bển nè. Chế nhiều nhiều mỡ chứ chưa được ra nó như vậy. Ô cái nồi cơm nãy giờ có ai xới chưa? Có rồi, ta rồi hết rồi nè. Sao bà dở không coi. Bỏ phát luôn chứ đừng có nói chuyện chơi. Con củi. Cui. Không? Ok. Ok không? Đó. Nha. Con tép ra chục á. Nó chín vô bác năm. Mẹ. Chín rồi. Con hả? Cái đảo. Chưa chín rồi. Cái đó chín rồi đó ba ơi. Tới kho cá luôn đi. Cá kho cá bác năm con đó nè. Rồi. Có keo nước màu phải không em? Bây giờ cái này xuống đi rồi những cái xuống ấy nè. Dạ đấy em ơi. Xong rồi. Ừ. Nghe cá khô quẹt. Ngồi okay. Cá khô khô nè, ăn mới hết nồi cơm nè. Cái này ăn hết nồi cơm. Để cho là sắc kẹo cái là ok rồi đó. Sắc
ngon ha. Dạ, chuối, chuối chiên. Cái này chiên từ từ, ăn từ từ nhiều mới ngon. Có cái dĩa chưa? Cần dĩa chưa? Chưa, 5 phút. Còn nhiều đó nữa hả mình? Ngày thơm quá trời. Ngồi cho hơi kẹo kẹo. Có hành đó ba, còn hành đó. Vâng. Vui cái này luôn cho quay coi. Bà hủ qua này ra dĩa luôn nghe Hiền ơi. Chút đi, chừng nào ăn mình hãy xúc ra để bụi. Được ăn được anh Bình ơi. Nãy giờ thì mình nhìn thằng bé mình tính là 3 tuổi, nhưng mà bạn Hiền nói là thằng bé tới 6 tuổi á cả nhà. Nhìn thì nó cũng như 3 tuổi à. Mà 6 tuổi. Không ngờ thiệt, lầm luôn á. Lầm luôn á. Lầy lắm. Hát coi. Biết hát luôn hả? Biết à. Mà mở điện thoại ra là mở được mới hát được. À, nghe nhạc đó phải không? Nghe theo hát theo á. Lấy lưng vô kìa em. Ngồi tới luôn. Ngon ha. Cái này cái dĩa chuột anh Bình chiên quá trời ngon, nó giòn. Bới cơm luôn đi em. Đó, xin bái vô. Rồi qua luôn anh thôi, Bình ơi. Ngồi xích vô chút. Bới cho thằng bé luôn nha. Bới luôn á. Bữa nay mình không có bới chén được rồi. Bới gô kho sả. Hết xào hủ qua. Rau luộc nè. Rồi mắm me có chao nữa. Em theo kêu chao. Biết là có rau luộc. Anh Bình qua bắt năm luôn đi. Đây nữa. Rồi đó. Cái đó vô đó luôn. Chuột chiên tươi. Ê, chuột chiên sả ớt. Hôm nay mình được 1 món, 2 món, 3 món. Chao với rau luộc là 4 món. Bữa nay ngon lành. Coi coi con bé đâu. Vậy lấy cái chén cho nó ăn thịt ớt. Với cho nó nửa chén thôi. Với cho nó đặng ấy cho nó ăn. Này, gấp đùi ếch cho nó. Rồi cả nhà mình nhập tiệc luôn. Đây, chuột. Người khuôn mặt khuôn mày ngoài đồng ngoài bấy. Có thấy ăn chuột. Gì ăn? Hả? Xin đồ. Nó ăn chuột á Bình. Này ăn ếch đi. Mời cả nhà dùng bữa với cha con với chú rồi, cháu. Mời cả nhà ơi, dùng cơm. Mời cả nhà đi. Con mời ông bà cô chú ăn cơm với con. Rồi chuột nè. Cầm lên mời. Mời ông bà cô chú kìa. Con mời nhà luôn nha. Hồng Nguyễn. Mời cái nhà dùng con nha. À, dùng bữa luôn à, anh Hiền ơi. Mời cái nhà luôn nha. Dùng chú Hiền ơi. Dùng. Dạ. Rồi, rồi, được rồi. Mời cái nhà luôn nha. Đây, Cái ăn luôn. Vô. Không làm. Mày không ăn, họ đưa mày đi gì à. Đúng không? Ngồi xuống ăn đàng hoàng. Không nhìn không. Ngồi chích vô anh, ngồi chích vô. Được rồi. Qua vậy. Cơm đi về nào. Anh liệu kim ớt. Vừa ăn quá.
Dừa không? Dừa. Ừ. Ngon. Sinh sống hả? Gì nữa? Mời cái nhà luôn rồi. Lấy xương. Ít gì? Ít gì? Dùng cái mạnh mạnh lên hè. Rồi. Này giống đúng ý. Bỏ lên hàng bịch đáy. Để dưới ăn con ở trên này cũng có ăn như vậy. Ăn cơm vô. Tôi muốn giận thánh liệu quá. Chơi ớt mà giờ không không dành ăn ớt chứ bắt năm. Này nó ngâm không có năm. Ừ. Chỗ món ăn cái nó dễ một đống. Thấy không? Dạ, dạ. Ừ. Quá ngon. Dạ, dạ. Tự nhiên anh Hiền ơi. Anh Hiền. Rồi được rồi, rồi có mắc cỡ đâu, dám qua tới đây. À, tự nhiên chú Hiền ơi. Rồi, anh Hiền à. Rồi, đưa hết rồi. Hết chị, cứ ăn tự nhiên nè. Ông Hiền cũng nói em coi kênh của mình gần 2 năm rồi đó cả nhà. Rồi bữa nay mới gặp ở ngoài thực tế. Tính qua chơi mấy lần rồi mà không có được rảnh. Ừ. Có biết bình luận không ông Hiền? Biết chứ. Dạ. Yeah. Có bình luận nói qua chơi không? Có mà không. Lâu lâu. Bận công chuyện tới đây mới mốt tới nữa. Ừ. Rồi quay qua quay lại tới nữa. Nãy không không biết ông Hiền nhiêu tuổi thì mình kêu bằng hi không à cả nhà. Hỏi ra thì 30 à. 30 à. Chưa có vợ luôn. Rồi hơn Thánh Liệu nữa. Nhỏ hơn Thánh Liệu. Như đó lầm Thánh Liệu kêu Thánh Liệu bằng anh không. Làm con cá khô khô rồi. Ngon quá. Mình mời cả nhà dùng bữa với gia đình mình luôn nha. Ừ, đó lớn có trứng ngọt. Ừ. Cá. Ngon. Ừ. Đẻ bây giờ không có mùa màng gì hết hết chút. Dạ. Mà ông Hiền. Dạ dạ có đẩy hả? Cảm ơn anh luôn. Ngồi ăn coi. Không đẹo nữa nè. Nó nó vừa nè. Không đẹo nữa bỏ em ớt để gấm luôn á. Không hay lắm. Để lắm ớt kìa. Ừ, dành ăn mình ăn luôn. Cái được rồi, được rồi. Chú Năm gấp mà. Còn bữa nay mới gặp người Năm nó không có. Vô. Bye bye chút hiền. Chút nữa hả? Giữ. Giữ, 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 giữ. Đó, cháu thấy rõ ràng không? Ớt để em không hỏi. Tôi không xin luôn. Tôi mới xin bình cho được mấy trái ăn. Món à? Để nồi cơm qua đây chứ. Mà ăn một trái mà một trái nha. Để lại. Cái ớt này ăn nó thơm thơm. Ừ. Nó cơm ơi. Nó cây đậm chứ không phải như ớt ba kia. Ừ. Ớt này ngon, đậm ớt này. Ngon hơn ớt quậy. Ừ. Đây nè. Ngon hơn ớt này. Tạp đi con, bà thẳng lắm. Ăn nó cây đậm đậm thiệt thơm. Thơm ớt này ăn thơm á. Phải trời nè. Xin nè. Ừ. Thơm ớt. Phải trời. Thơm. Ăn sáng nay ăn không có gì ăn đó. Ăn được nhẫn lòng vô hả? Không có sao không? Có gì đâu. Liệu bình thường có gì đâu. Xin kẹp á. Tôi bị làm gì quất. Ớt không ăn. Để kẹp cái nha con. Ăn đi. Ừ, ăn mất cơm bình. Rồi, trời ơi, đại chén. Làm đi. Ăn được. Ủa thế, giận. Đầy chén nè. Này giòn. Ừ. Ừ em. Gấp chuột cho bác Năm rồi. Gấp cho anh Đường cục nha. Cho bác Năm tự xử.
khiên vậy là làm được phải không? Nói chung ra mà đi tới lâu không biết, là lên tới đồng gặp anh em hỏi cái là trong bụng nó nôn chân mình. Fan của mình biết người ta mến mình, người ta mới kêu mình. Không mà sáng tính ra chạy tưởng ai không à, rồi chạy xuống ai chạy lạ lạ ấy. Tưởng mấy thằng nào móc ra điện thoại ra thấy áo mới biết. Hôm được rồi chú Năm đi Đồng Tháp là Dung. Cái ông đó sao mà ông đằng kia ông đi đâm ngay lại chú Năm không à. Chú Năm đi né. Đi né. Ông ban ông cài giác cây cuốc ông đi ngay lại. Đi né lại. Nó nói ông ấy đi gần tới cái ông nói Giáng sinh đoàn phải không? Chào chú Năm à, Năm à. Tôi nói mình mới biết phải anh mình mới đây. Dạ chào anh. Vô ngồi né không? Né không? Ông biết ông này đi lợi làm nhiều mà ông bán ngay mình mà ông dắt cái cuốc nó ghê vậy. Ông hiện đây cũng như là thổ địa ở đồng này biết gần hết trơn. Ông bên hướng dẫn. Hả? Có cô cuồng. Ông mà tính ra mình cũng có phước đó cả nhà. Quen toàn là mấy anh em làm thổ địa không à. Anh Bình thì thổ địa chờ hết. Còn lên trên đây kêu bằng tập ghèn á thì gặp ông thổ địa tập ghèn. Còn lên cái trăm thì ông thổ địa cái trăm. Còn đi vô phường 5 thì ông thổ địa phường 5. Cơm rồi á. Cơm rồi đi cá. Rồi mình rồi bắt đầu rồi ăn không? Ăn rồi bữa nay tính bữa nay si cho mình quá trời không biết làm sao. Kiếm cho tuổi giống mà kiếm lũi. Tính về sớm bữa rồi ba chịu không nổi à. Còn hiện chưa được clip nào nữa. Còn ừ. Em hiện thôi, còn hiện muốn rồi thôi về thấy nãy giờ gãi không hơn thấy người ăn mà gãi tè le chịu hết nổi. Con ăn cái này con nè. Nhưng mà cái máy lớn cắt bụi dữ thật nha. Nó lại lúa này á. Tại lúa. Lúa nó ra bụi hả? Ừ. Dương ra biết sao. Gần cắt rồi còn xịt thuốc. Nó cái thớt của vậy. Rồi nó 18 71 cắt bên này. Bố em 18 à? Ừ. Bố em 18 phải rồi. 18 trung hơn. Nhẫn rộng nữa. Cắt rồi. Cái vậy hồi chắc mấy anh em về đường này luôn. Rồi cũng về chạy cứ chạy thẳng lên thấy tới đầu cầu đường Đan đó, quẹo lên là bọc qua đường chợ. Nhờ anh là gửi cái thùng nước trả lại giùm cho bà chủ quán là cảm ơn nhiều. Nói chung là cũng cảm ơn hôm nay đi trải nghiệm với anh em luôn. Là hôm nào lên này đi trải nghiệm nữa. Dạ. Bữa nào rảnh điện đi à. Nước chảy nước ngon á. Đúng rồi, hú qua khạo gì hết đắng luôn thấm. Mà hú qua này ăn sống cũng ngon, chai nhỏ hú qua nhỏ. Hú qua này là hú qua vực vàng, hú qua đều nãy cô bánh ngồi sáng vô mình dần chút xíu giường hơi cứng chút là nó không đó. Rồi mua cái cô bán nói mình nghe không kịp, bán nói hủ qua này hủ qua vực vàng đó con, bán ký 5.000 thôi. Nó ủa nghĩ lộn là nói ủa sao tháng này mà có vực vàng. Ngon, nhớ chực lại là hủ qua bên người ta vực vàng gốc á. Gốc vậy á. Cơm nhiều bế dạ. Ăn hết chén cơm đi anh, bới thêm nữa không còn lăn tăn cơm nhỏ nè. Rồi được tạm đi, ăn mạnh đi trời con móc cho. Con dạy đó. Ăn mạnh mạnh hết rồi. Thánh liệu hại ra gamen nè cả nhà. Mới vô hả? Ít thôi. Liệu bên này, hiện bên này đói bụng. Dính gan à. Bấy nhiêu móc gan.
giờ thì gia đình mình cũng dùng bữa xong rồi cả nhà ơi, thì cũng chia tay với bạn Hiền mình đang về, thì video của gia đình mình chắc xin tạm dừng tại đây cả nhà ơi. Chào cả nhà. Chào cả nhà. Mình chào tạm biệt cả nhà luôn nha.